truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Trời đất ơi. Ôi đẹp đó. Quá luôn á, ông Quang đúng là giỏi thiệt. Đúng cái tên của chị Mỹ Nhân. À, rồi. Đường. Chị Mỹ Nhân mà. Đưa chị coi coi. Quang, lưu về hậu cung. Dạ. Công chúa Mỹ Nhân. Đứng lên chụp hình liền. Không được. Cần nhận ra là chị luôn đó. Sao? Lên chị ơi. Chụp liền cho chị. Lưu lại khoảnh khắc này. Rồi, chụp đi. Ok chị. Tạo dáng nè. Tạo em chụp liên tục nha. Được rồi. Tạo dáng. Coi em nè. Trong cái mông nè. Đợi dáng. Mặt trời cảm hả? Đúng rồi. Rồi. Đổi bên. Đổi bên. Chữ S Việt Nam. Đếp chị ơi. Ngồi đây. Coi em nè. Ngồi đây em tạo dáng cho nè. Đây. Ngồi đây nè. Đó. Thấy mấy bên tạp chí của Mỹ không? Ý là sao? Tôi nhìn trời, tôi không nhìn đất. Đó. Vô đi. Vô chơi, vô chơi. Đúng rồi. Dáng sang chảnh đúng không? Ừ. Rồi, chuẩn bị. Thôi dáng nè. Đi. Đếp chị ơi. Đúng rồi. Bây giờ ha, bây giờ em về em photoshop xong rồi em gửi cho chị trang Facebook. Ok không? Ok. Tìm người yêu là xuất sắc luôn. Yeah. Trời ơi, sao trên thế gian này lại có một người con gái xinh đẹp quyến rũ và dịu dàng như em thế? Em ơi, cho anh xin làm quen với. Anh nguyện chết. Yeah. Trời sến phải. Từ. Còn đây nè. Em ơi, nếu em không chê anh nghèo thì lên xe hơi anh đèo. Nít nam thần xoáy ca. Trời ơi. Trời ơi, đẹp trai quá. Ông ba. Cái bà này xàm thiệt chứ. Ủa, hai chị em đang coi cái gì vậy? Coi chứ. Đi vợ em coi với. Hình của dì hai trên Face á, có nhiều người có ta comment. Tại vì ta ngắm, ta khen đẹp. Đó, ta muốn làm quen. Ghê. Em coi đi nè, em coi. Ôi, có gì đâu coi. Người ta là comment, người ta làm quen. Nhưng mà ai vậy? Ai? Ai biết nam thần nào đâu. Xoáy ca. Đẹp trai không? Coi. Coi. Ủa trời ơi. Trời ơi. Đẹp trai quá. Xấu muối luôn kìa. Trời ơi, cao to. Trời ơi. Vậy là chị hai sắp hẹn hò rồi. Chào em. Anh. Em có phải là Mỹ Nhân không? Dạ phải. Trời ơi, trai quá. Nhà, anh ơi. Em không cần phải nói gì hết. Em chỉ việc người em đó. Mọi chuyện cứ để anh lo. Phục vụ. Dạ, em. À, ở đây có món gì ngon em? Dạ, nhà em có rất nhiều món, anh cứ coi trong menu. Cho anh một phần thịt hấp, cua hấp, tôm hấp, rau hấp, nước tương hấp. Lộn, xin lỗi em. Thôi, như đó đủ rồi em. Em có gọi thêm món gì không? Dạ, như đó được rồi anh. Dạ, anh chị đợi em một chút. Sao nhìn em ở ngoài khác với trong hình quá vậy? Dạ, em biết mà. Tại vì á, em không có ăn ảnh. Mọi người gặp em ở ngoài á, thường á là khen em đẹp hơn, xinh hơn trong ảnh nhiều, trẻ nữa. Đẹp. Em hơi ốm. Ốm như một con mắm vậy. Không. Lột. Một con khô. Chính xác là một con khô. Thân hình chưa ép của em đâu rồi. Anh nhìn sao chứ, ai gặp em cũng nói là em có một cái thân hình rất là đầy đặn, sexy nữa. Ồ, sexy. Dạ, chắc là do hôm nay em mặc đồ không có được khoe body lắm á. Ủa, em? Em có bị gì không? Ở đây nhà hàng sang trọng mát mẻ gì mà em đội nón chi vậy? Tại vì em thích style Hàn Quốc á anh. Style Hàn Quốc. Ồ, style Hàn Quốc của em thời trang cũng phan với thời tiết dữ ha. Em để đó vậy.
À, chúc anh chị ngon miệng. Cảm ơn em. Ăn đi em. Và ăn ngon quá hả? Ăn đi. 3 ngày anh chưa ăn cơm hả? Ừ. Không phải, tại đồ ăn này ngon quá em. Anh hỏi thiệt em nha, bộ trước giờ em chưa cặp bồ với ai hả? Chứ riêng anh á, trước giờ anh đã 10 mối tình rồi. Mà gái ế nha em á, gặp được chàng hot boy sói ca phong độ nha anh, là em may mắn lắm á nha. Em ơi, tính tiền. Thôi mình đi về nha em. Ờ em ơi, sáng nay anh đi vội quá nên quên mang theo tiền rồi. Mà chút nữa anh phải đổ xăng xe anh nữa. Hay là em khao trước anh chồng này đi ha. Nè, nói cho anh biết nha, hồi nãy giờ tôi nhịn anh nhiều rồi nha. Anh vô duyên thì cũng vô duyên vừa phải thôi. Chừa người ta vô duyên gì? Vô duyên gì mà vô duyên hết phận thiên hạ lắm vậy? Tôi nguyền rủa anh, tôi trù anh, ế tới đời này tới đời khác, ế suốt đời suốt kiếp, ế cho tới chết. Cái đầu vô duyên thôi. Ờ em ơi, vậy ai trả tiền chậu này? Anh Thanh tính tiền đi, đi đâu đi anh? Trời ơi, tiền đâu mà trả? Trời ơi. Wow, đôi mắt em á là cửa sổ tâm hồn, là kiệt tác của thiên nhiên luôn á. Quá đẹp. Dạ. Nếu như em là sắt, anh nguyện làm carbon. Dù dài ngắn vuông tròn, vẫn sắt son như một. Nếu như em làm cột, anh xin nguyện làm nhà. Dù bão tố phong ba, vẫn ôm em che chở. Nếu như em thèm phở, anh nguyện làm nước lèo. Trời anh ơi, anh nói chuyện mà y như đọc thơ vậy đó. Anh nói chuyện hay quá à, nhưng mà cẩn thận xíu mưa phun đầy mặt em rồi. Ủa, vậy hả? Nghề của anh mà. À, anh. Hả? Chắc là anh thuộc tiếp người lãng mạn đúng không? Mà những người lãng mạn như vậy á là rất là hợp với em. Mà em thấy như là lần đầu tiên mình gặp nhau á, em có cảm giác như là mình quen nhau từ hồi đời nào kiếp nào vậy đó anh. Từ khi gặp em á, con người anh bắt đầu bừng sáng dậy. À, em. Dạ. Quay trái. Không. Nhìn bên phải. Trời ơi, người gì đâu á mà tóc đẹp quá vậy. Nè, bà làm tóc ở đâu mà đẹp vậy? Tôi thích tóc như bà lắm á mà không được á. Chị tôi bị kiếp đi. Tóc làm ở salon quận 3. Tóc của tôi á, bà nhìn đi. Trời ơi, nó vừa ngắn nè, nó vừa khô nè. Trời ơi, khó chịu quá à. Không thích vậy đâu. Ủa, ê, cho mượn tay bà tí đi. Mượn tí thôi. Trời ơi, Giang gì đâu mà đẹp quá vậy. Vừa đẹp, vừa thơm, là đen nữa. Trời ơi, thích da của bà quá à. Bà làm da ở spa nào vậy? Chịu tôi một lần luôn đi, tôi làm. Ba gần nhà. Hả? Thôi. À nói nè, bà có tập gym không? Trời ơi, nhìn body bà đẹp quá à. Trời ơi, nhìn body của tôi hả? Ôi, đẹp xuất sắc à. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.